Trong cái quá trình mà chúng ta tiêm hormone thì sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi về cơ thể của mình, về giọng nói, về cái việc phát triển râu, rồi về mùi, về phân bổ cơ, và trong đó có một cái thay đổi cực kỳ thú vị và cũng rất là nhiều người tò mò và cũng muốn biết nó là như thế nào, thì đó là cái thay đổi về cơ quan sinh dục, hay nó còn gọi là hiện tượng phình đại âm vật trong quá trình tiêm hormone chuyển giới nam. Thì cái biến đổi đó là như thế nào? Thực chất là trong cơ thể của chúng ta thì khi chúng ta là một người con gái, một người nữ thì chúng ta sẽ có cái gọi là âm vật. Thì khi mình tiêm hormone vào, nó đẩy một cái lượng testosterone vào cơ thể chúng ta thì nó sẽ làm cho tất cả các cơ thể của mình từ trên xuống dưới nó phát triển như thế nào cho thật giống một người nam, trong đó có cả cơ quan sinh dục. Thì cái lúc này một thời gian sau khi tiêm thì cái âm vật của bạn nó sẽ bắt đầu lòi ra và nó sẽ dài ra và nó sẽ có cấu tạo y chang một cái dương vật thu nhỏ, nó nhỏ bằng ngón tay út nè, nó giống ngón tay út, và cái đầu của nó cũng y chang một cái đầu dương vật luôn, nó cấu tạo y chang như vậy. Và tất nhiên tùy cái thời gian mà bạn tiêm dài, bạn thời gian bạn tiêm càng lâu thì nó sẽ mọc càng dài ra. Và cái việc mọc này cũng là tùy thuộc vào mỗi người, chứ không phải ai cũng giống như nhau, mà là mỗi người sẽ có một cái độ dài ngắn khác nhau. Rồi thêm nữa thì bản thân của Linh thì thời gian tiêm đầu thì nó cũng bình thường à, cho đến một thời gian sau thì đến ngày hiện tại là Linh đã tiêm được 1 năm 3 tháng thì nó đã dài hơn xưa rất là nhiều rồi, và cái hoạt động của nó cũng nó gần như là y chang dương vật về thứ nhất là nó, và đặc biệt nó sẽ không có khả năng gây, nó không có khả năng phóng tinh hoặc là gây mang thai đâu nha, nó chỉ có cái cấu tạo vậy thôi, nó giống như hàng để chơi thôi. không có khả năng phóng sinh. Thì nó cũng sẽ cái lúc mà mình không có ham muốn về tình dục á thì nó cũng sẽ xìu, nó nhỏ xíu à, nhưng mà khi mà mình bắt đầu có ham muốn thì nó bắt đầu nó sẽ cương ra và nó cứng và nó dài ra, nó hoạt động về cái sinh lý nó y chang như một cái dương vật, khi mà một người đàn ông họ không muốn thì nó xìu, và khi họ muốn thì nó cứng và nó dài ra y chang như vậy luôn. Và đặc biệt nữa thì chính xác là khi lên đỉnh rồi thì nó cũng sẽ bị xìu lại, khi nó lên đỉnh rồi thì nó cũng sẽ xìu lại giống như một cái dương vật, khi mà nó xuất tinh rồi thì nó sẽ xìu lại, và cái khả năng để mà nó cứng lên lần thứ hai nó cũng sẽ y chang dương vật tùy mỗi người, nhưng mà thời gian mà nó hay cứng lên được ở đâu đó khoảng tầm 15 phút sau. Chứ hồi xưa khi mà này là chia sẻ thực tế của Linh luôn, hồi xưa khi Linh chưa tiêm hormone thì để mà Linh lên đỉnh rồi và Linh lên đỉnh lần thứ hai nó rất là dễ, thật ra nó chỉ diễn ra trong khoảng 5 đến 10 giây là Linh có thể lên lại được rồi, nhưng đến hiện tại thì khi mà tiêm hormone rồi thì cái việc lên đỉnh của Linh, khi mà Linh bắt đầu lên rồi thì cái dương vật bé tí đó của Linh nó bị xìu lại, Sao nói rõ ràng dữ vậy trời? nó bị xìu lại và nó không và phải mất khoảng 15 đến 20 phút thì nó mới phục hồi lại được. Thì thật ra Linh chia sẻ rất là thật cho mọi người hiểu về cái âm vật này. Và đặc biệt thì bạn nghĩ là bạn có những bạn hỏi Linh là nó sẽ dài được bao nhiêu, nó dài được bao nhiêu, thì cái dài mà tối đa mà nghiên cứu được trên thế giới này luôn là của người nước ngoài thì nó dài tối đa được 8 cm, lúc cương cứng nha, lúc cương cứng nó dài tối đa được 8 cm, nhưng mà nó không có bự ra, nó không có bự ra mà nó chỉ, nếu mà nó dài ra thì nó cũng phải như một ngón út hoặc là một ngón áp út thôi, chứ nó không có bự gì đâu, nó chỉ nhỏ như vậy thôi đó. Thì và thêm nữa thì có một cái hiện tượng mà sẽ xảy ra trong cái quá trình này. Nó là như thế này, hồi xưa thì cái gọi là cái lỗ gọi là âm đạo, cái đó gọi là âm đạo. Thì cái âm đạo của mình mà trước khi mà Linh tiêm hormone á, thì tất cả cái này đều được chia sẻ trải nghiệm của Linh nha. Thì trước khi tiêm hormone á thì mình có thể đút ngón tay vào được. Nhưng mà khi mà mình lên tiêm hormone xong thời điểm này á thì giống như là theo lý giải của hiện tượng khoa học á, thì khi mình tiêm hormone vô thì tất cả các cơ của mình nó sẽ phình to ra và nó bự ra, nó cứng ra, thì
thì đến thời điểm hiện tại là Linh không có đút chặt tay của mình vô trong cái chỗ được luôn, đút tới khoảng một xíu thôi là nó bị kẹt cứng, là nó không có vô được luôn á. Thì cũng có rất là nhiều bạn bị cái hiện tượng giống như vậy, thì hiện tượng này là nó hoàn toàn bình thường, tại vì cơ của mình nó bắt đầu nó phát triển ra như một người nam, thì nó sẽ thì cái chỗ đó nó cũng sẽ phát triển ra như một người nam luôn đó. Thì đó là hoàn toàn các bạn cảm yên tâm, nó không bị sao cả. À, và còn về cái việc mà cái âm vật mini, cái dương vật mini này của chùa tụi mình thì như thế nào, có rất nhiều bạn họ sẽ muốn nó bự ra, và mấy bạn dùng cái hình thức là bơm, mua một cái dụng cụ gọi là bơm, thì các bạn sẽ hút nó ra cho nó dài cái dương vật mini này ra, nhưng mà nó không dài được bao nhiêu cả, nó chỉ dài được một xíu thôi đó. À, rồi cũng có bạn hỏi là nếu như mà nó phình lại như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc quan hệ hay không? Chắc chắn là có. Vì sao? Vì hồi xưa khi mà mình chưa tiêm hóc môn thì cái chỗ đó của mình nó như một người nữ đúng không? Nhưng mà khi mà mình tiêm hóc môn rồi thì cái đó nó nhú ra, cho nên khi bạn quan hệ bằng cái cách quan hệ thông thường thì nó sẽ cạ cạ vô cái dương vật mini của bạn, và một thời gian đầu nó sẽ rất là rát, rất là đau, tại vì nó đang mới nhú ra, giống như một cây non vậy đó, thì nó nhú ra thì nó sẽ làm cho bạn có cảm giác cực kỳ đau. Một thời gian bạn sẽ từ từ quen với việc đó, và bạn cũng phải quen thôi. Giờ không quen thì không quan hệ thì không đau thôi, còn nếu mà bạn đã muốn quan hệ rồi thì bạn phải chấp nhận cái việc đau đó, và chỉ có việc là từ từ mình quen với cảm giác đó, và mình phải tìm một cách nào đó để có thể thoải mái hơn cho việc quan hệ thôi. Và cái này cũng là tùy vào cảm xúc, tùy vào tư thế, tùy vào cái điểm G của mỗi người, để mà mọi người có thể tìm một cái tư thế nào hoặc là cái cách nào đó để phù hợp với bản thân của mình. Chứ cái này cũng không có nói được sao hết, tại vì người này thích cái này, người kia thích cái kia, thì mình đâu có gom chung ai với ai được đâu đó. Thì cái và đặc biệt nha, khi mà bạn cái dương vật mini này nó mọc ra rồi thì bạn sẽ không thể nào dùng một cái quần chip bình thường như mà bạn đang dùng được. Bình thường có phải bạn đang dùng cái quần chip mà giống như dạng của nữ nhưng mà có cái đai bự bự á đó. Thường thường thì các bạn hay dùng cái điều đó, nhưng mà khi mà mình mọc cái này ra rồi thì bạn không dùng cái đó được, tại vì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là đau, vì nó ma sát vô cái dương vật mini của bạn thì sẽ rất là đau. Cho nên bạn buộc phải đổi sang một cái loại quần chip khác, gọi là quần, cái quần chip đó là dành riêng cho, không phải dành riêng mặt, cái quần chip đó sẽ phù hợp và nó giống như quần chip của nam vậy đó, nhưng mà cái chất liệu của nó là bằng bằng tơ, cho nên nó rất là êm, thì nó sẽ bảo vệ được cái dương vật mini của bạn. Còn nếu bạn vẫn dùng quần chip bình thường á thì nó sẽ rất là đau, và nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bạn luôn, nó đau cực kỳ luôn, không sử dụng được đó. Cho nên cái đến lúc này thì bạn buộc phải đổi sang một cái quần chip khác đấy. Thì hiện tại Linh cũng mới tiêm được có 1 năm 3 tháng thôi, thì cái của Linh nó mọc ra được khoảng 4 cm, 4 cm này, cỡ này, cũng nhỏ nhỏ tới ngút luôn vậy nè đó. Thì tùy mỗi bạn thôi, có những bạn mọc dài hơn, có những bạn mọc ít hơn, nhưng mà tối đa là 8 cm thôi, nó không hơn được đâu đó. À, và đặc biệt nó không có chức năng gì hết nha, nó cũng không có đi vệ sinh được đâu, nó chỉ có mọc cái vậy thôi à. Còn cái đường đi vệ sinh của mình nó vẫn như một cái như cái đường bình thường ngày xưa giờ, nó chỉ có chức năng là cương cứng rồi đi xuống trong quá trình quan hệ hết rồi, không có chức năng nào hết á. À, nó cũng không có, nó bạn hỏi là nó có tác dụng gì khác không, thì thật ra nó không tác dụng gì khác ngoài cái việc đó hết trơn á. Nên nó cũng, nhưng mà đặc biệt nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nó chỉ là cái hiện tượng là khi mình tiêm hóc môn vào thì nó mọc ra vậy thôi. À, đó thì đó là đó chính xác gọi là hiện tượng phình đại âm vật. Và bạn có thể lên trên mạng á, bạn search cái từ phình đại âm vật trong Google nha, bạn search từ phình đại âm vật, hoặc là bạn có thể search cái từ gì quên quên này ta, một cái từ tiếng Anh của từ phình đại âm vật, có một cái từ tiếng Anh đó, thì bạn search cái Linh sẽ gắn cái chữ vô, cái Linh sẽ chia sẻ cái từ khóa đó cho các bạn. Thì các bạn search cái từ khóa đó ra, đây từ khóa đây nè đó, bạn search cái từ khóa này ra thì nó sẽ
ra cái hình ảnh của cái hiện tượng phình đại nhân vật để bạn biết chính xác là cái hình dạng nó trông như thế nào. Trên trên mạng có rất là nhiều hình ảnh đó, bạn chỉ cần search đúng cái từ khóa này thôi thì nó sẽ ra. Ok, đây là cái chia sẻ của Linh về cái hiện tượng phình đại nhân vật do những cái trải nghiệm của Linh và những cái suy nghĩ và những cái cách diễn tả của Linh, để các bạn có thể nó trần tục, có thể nó thô tục, nhưng mà nó sẽ chính xác để các bạn có thể hiểu và hình dung ra nó như thế nào. Và Linh cũng sẽ chia sẻ thêm một vài những cái chủ đề khác về cách biến đổi của hormone đối với cơ thể chúng ta. Và đừng quên đăng ký subscribe cái kênh YouTube của Linh, để mà Linh có động lực, và Linh cũng biết là mình cũng có người theo dõi, và mình cái điều mình chia sẻ cũng giúp ích được cho rất là nhiều người. Thì hãy subscribe đăng ký kênh YouTube của Linh để mà theo dõi thêm những video của mình, và đặc biệt cũng ủng hộ Linh để giúp cho Linh có một cái động lực để Linh làm thêm những video tiếp theo. Và nếu bạn cảm thấy là video của Linh hay, hữu ích và cần thiết cho những người bạn của bạn, thì cũng hãy share, hãy chia sẻ cái video của Linh đến những người bạn của mình. Và nếu như bạn có những cái thắc mắc, những cái điều mà bạn muốn hỏi sâu hơn, chi tiết hơn về hormone và tất cả mọi thứ liên quan, thì hãy inbox đến trang fanpage của Linh. Linh có để cái đường link fanpage của Linh ở dưới cái video này. Cái trang fanpage của Linh có tên là sản phẩm chuyên dụng LGBT New. Đó là cái trang mà Linh dành để chia sẻ cho mọi người và chia sẻ hết tất cả những cái sản phẩm nào dành cho cộng đồng LGBT. Và đừng quên hãy subscribe kênh YouTube của Linh nhé. Và bạn cũng có thể comment tại video này những cái điều mà bạn mong muốn, hoặc là những cái góp ý của bạn về cái những cái thông điệp của Linh, thì bạn có thể góp ý để Linh giúp Linh một ngày một tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đón xem cái video của mình, và hẹn lại các bạn ở những video thú vị lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.